Thưa bà con, cá rồng có một vị trí nhất định trong danh sách các loài cá kiển quý, là loại quyền quý nhưng cách sinh sản của chúng chỉ thích hợp ở những nơi đơn giản vô cùng. Những kinh nghiệm quý khi nuôi loại cá này có trong bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay cùng các mô hình đáng quan tâm khác. Người dân Cà Mau chia sẻ kỹ thuật dỗ béo cua mẹ trăm trứng đẻ trăm con, lời hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Nhãn Hưng Yên, Sơn La tụt giá, hướng tiêu thụ được dạch ra trong cách canh tác hiện nay. Thu nhập cao với giống quý đào to không thể bán lẻ. Thưa bà con, chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả, bà con nông dân tỉnh Hậu Giang chọn nhiều giống cây trồng khác nhau. Người thì ban đất ruộng trồng lúa, có hộ lại chọn trồng những loại rau màu ngắn ngày. Và bí đao bung, giống bí đao bự như là cái gối ôm này cũng là một trong những giống được chọn trồng nhiều, đang mang lại tiện lợi cao cho bà con. Chúng dùng để chế biến mứt, nước uống rất là dễ trồng, chỉ sau 3 tháng là cho thu hoạch. Từ khi xuống giống đến thu hoạch chỉ khoảng 70 ngày, mỗi trái có trọng lượng từ 7 đến 15 kg, năng suất tương đương 4 tấn một công. Theo nhiều nông hộ trồng bí đao bung ở tỉnh Hậu Giang cho biết, giá hiện nay là 3.000 đồng một ký. Dù có giảm 500 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước, nhưng trừ hết chi phí, mỗi công cũng cho lời trên 8 triệu đồng, do chi phí đầu tư chỉ khoảng 1 triệu rưỡi một công. Thuận lợi là dễ trồng, dễ thích nghi trên tất cả các vùng đất, miễn sao là không bị ngập nước, nếu mà khô hạn quá thì cần cung cấp lượng nước vừa phải. Vâng ạ, quang đại chẳng cần bón phân mà cũng lớn dù dù. Nhưng mà cái khó ở đây, nếu bà con không được doanh nghiệp bao tiêu chặt chẽ trước khi trồng, coi chừng sẽ ôm nợ vì không thể bán lẻ hay là tự chế biến bất cứ thứ gì trên loại trái này. Còn giống nhãn lồng Hưng Yên nước tiếng cả nước đang lâm vào cảnh khốn cùng, chưa năm nào giá lại rẻ như năm nay, công cuộc giải cứu bà con cũng được thực hiện. Nhãn lồng Hưng Yên đang vào chính vụ. Những ngày này, từ các chợ dân sinh, hàng rong, chợ online đến siêu thị ở Hà Nội, đầu đầu cũng tràn ngập nhãn. Vốn nổi tiếng là đặc sản của Hưng Yên, giá bán cao hơn bất kỳ các loại nhãn nào trồng ở các địa phương khác. Nhãn lồng năm ngoái có giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký, thì nay chỉ còn từ 10.000 đồng một ký. Dịch Covid-19 không chỉ tác động đến thị trường xuất khẩu mà còn ảnh hưởng đến sức mua trong nước. Niềm vui lớn nhất của người trồng nhãn năm nay là được mùa, nhưng bao nhiêu đó không đủ bù lỗ và việc giá xuống thấp hơn 5 lần so với năm rồi. Hướng đi nào để tiêu thụ nhãn tươi tại các vùng trồng nhãn lớn như Hưng Yên, Sơn La đang được đặc biệt quan tâm vì lo rằng người dân chán nản chặt bỏ loại cây làm nên tên tuổi của vùng. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên chia sẻ, nhận thấy năm nay trên địa bàn được mùa nhãn nên Sở đã chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, hỗ trợ các nhà vườn tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến dự gặp gỡ và ký hợp đồng tiêu thụ. Song do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thực hiện hợp đồng mua bán nhãn gặp khó khăn, lượng nhãn tiêu thụ chưa được như kỳ vọng, đặc biệt là việc xuất khẩu trái nhãn tươi và long nhãn bị đình trệ. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước, đặc biệt là việc thúc đẩy tiêu thụ nhãn, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, mong muốn thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian tới. Bởi ngoài sản phẩm tươi, nhãn có thể chế biến được nhiều sản phẩm. Giải pháp trước mắt là hai nước làm việc trực tuyến, liên hệ các doanh nghiệp đầu mối lớn tại Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu nhãn tươi cũng như long nhãn của Việt Nam. Tại Sơn La, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các kênh tiêu thụ nội địa, đặc biệt là tổ chức chế biến long nhãn. Năm nay, hợp tác xã dự kiến dành 5.000 tấn trái tươi để sản xuất và hiện toàn bộ số sản phẩm đã được đối tác đặt hàng, nên bà con cũng bớt lo đầu ra. Nhãn Sơn La, Hưng Yên có chất lượng cao và hình thức đẹp, hương vị thơm ngon, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng, đánh giá cao. Sản phẩm nhãn Sơn La đã được cấp nhãn hiệu chứng nhận nhãn sông Mã, còn nhãn lồng Hưng Yên đã được cấp chỉ dẫn địa lý, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Qua tác động của dịch Covid-19, một lần nữa càng khẳng định vai trò quan trọng của thị trường trong nước đối với sản phẩm nông nghiệp, đúng không anh Nhật Minh? Vâng ạ. Như vậy thì ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường xuất khẩu, các địa phương ngay từ bây giờ cần thúc đẩy tiêu thụ nội địa.
Thưa bà con, bò, trâu, dê là những vật nuôi được bà con dỗ béo thường xuyên. Nhiều người còn chuyên thu mua để mang về thúc đẩy tăng trọng cho chúng. Nhưng mà bà con ít nghe đến chuyện là dỗ béo cho thủy sản đúng không ạ? Anh Nhật Minh hãy tiếp tục chia sẻ với bà con về điều này. Vâng ạ, nói về con cua Cà Mau, nhờ thiên nhiên ưu đãi, chất lượng thịt vượt trội được khắp nơi tin tưởng. Tận dụng lợi thế đó, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình nuôi dỗ béo cua mẹ, trăm trứng đẻ trăm con, không sót thứ nào. Hơn 15 năm gắn bó với nghề dỗ béo cua mẹ, anh Nguyễn Văn Điêm ở thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn cho biết, đây là mô hình đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ cần người nuôi tỉ mỉ, chịu khó theo sát cua mẹ thì tỷ lệ thành công rất cao. Theo anh Niêm, để thực hiện mô hình, nông dân cần chuẩn bị thùng để dèo cua, hệ thống oxy, xử lý nước. Và không quan trọng nhất, quyết định thành công của nghề là chọn cua mẹ. Nói về cách lựa chọn con cua gạch đạt chất lượng để làm cua mẹ, anh Niêm cho hay, cần phải chọn những con cua mẫu mã đẹp, khỏe mạnh, có trọng lượng khoảng từ nửa ký đến 600 gram đầy gạch. Sau khi chọn được cua mẹ thì tiến hành vệ sinh, cắt một mắt của cua, cho vào bể chứa có chạy oxy để hỗ trợ cho cua và phải thay nước hàng ngày. Quan sát đến khi cua có dấu hiệu đẻ thì đem qua một thùng chứa cát khác để cua đẻ. Mỗi con cua được nuôi riêng một thùng để giảm hao hụt. Mỗi ngày chỉ cho cua mẹ ăn một lần. Thức ăn của cua cũng khá đơn giản, có thể tận dụng các loại cá tạp, ốc. Tại đây, mỗi con cua mẹ mang trứng có thể cho nở ra trung bình khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu ấu trùng, đạt từ 200 đến 500 con cua con. Sau thời gian chăm sóc từ 10 đến 30 ngày, cua bắt đầu sinh sản. Sau đó dưỡng lại từ 5 đến 7 ngày là có thể xuất cua bán. Giá bán cũng tùy vào khu vực, dao động từ 1 đến 2 triệu đồng một con. Nuôi dỗ béo cua mẹ là nghề xuất phát từ nhu cầu của người dân nhằm cung cấp cua mẹ cho các trại giống, phục vụ sản xuất rộng rãi trong người dân. Không cần đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, nguồn vốn, nhưng tỷ lệ thành công cao là những lợi thế mà mô hình dỗ béo cua mẹ, hay còn gọi là sản xuất cua mẹ ốp trứng, được nông dân ở Cà Mau áp dụng thành công. Cũng chọn việc bán cá con làm kinh tế chính, anh Hoàng Mạnh Long, ngụ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nuôi gần 1.000 con cá rồng giống dưới ao. Như quý khán giả cũng biết, cá rồng là loại cá nước ngọt quý hiếm, sinh sản rất tốt trong môi trường hoang dã. Đặc trưng của loại cá rồng đó là con mái chỉ đóng vai trò đẻ trứng. Việc ấp trứng và nuôi con sẽ do con trống thực hiện. Bởi có tập tính đẻ trứng và giữ trứng khác biệt nên cách chăm sóc loài này cũng đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng. Đây là trại nuôi cá rồng sinh sản dưới ao rộng 1,3 hectare của anh Hoàng Mạnh Long, bao gồm các loại như kim long quá bối, kim long hồng dĩ, cao lưng kim long. Cá rồng ăn dế, mỗi ngày ăn một lần. Cá ấp trứng được canh gần một tháng thì được lấy ra rồi được tiếp tục ấp trứng trong hộ kính. Anh Long cho biết mùa mưa cá đẻ liên tục và tuần nào cũng có thu hoạch. Còn mùa nắng, cá ít đẻ, thu hoạch một tháng đến hai lần. Anh chia sẻ thêm, cá rồng giữ con rất kỹ, khi mở miệng cá lấy trứng và chưa nở. Khi thả cá ra, nó vẫn giữ trứng tiếp trong miệng. Nếu nuôi cá rồng sinh sản quy mô lớn, có thể cho vài chục cặp cá rồng vào một hồ thật rộng để chúng có không gian bắt cặp tự nhiên. Khi quan sát thấy cặp cá đã bắt cặp, bơi lượn cùng nhau thì vớt chúng ra hồ sinh sản riêng. Cách làm này sẽ cần nhiều thời gian quan sát hơn. Tuy nhiên, lại tạo ra kết quả rất tốt đẹp, bởi cặp cá bắt cặp sẽ rất hợp nhau. Mỗi tháng anh Long bán từ 500 đến 600 con cá, giá dao động từ 1 triệu rưỡi đến 25 triệu một con, doanh thu hơn 500 triệu đồng một tháng. Qua đây khẳng định, dù cá nuôi làm kiểng nhưng chỉ sinh sản tốt trong môi trường tự nhiên hoang dã, nuôi nhốt kết quả không như mong muốn. Một lợi thế nữa là cá rồng vốn là giống cá có nguồn gốc xuất thân, chủ yếu từ châu Á. Do đó, vấn đề chăm sóc và cho sinh sản ở khu vực khí hậu như Việt Nam đã là một bước rất thuận lợi. Mô hình này cũng kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.